Hello mọi người, sau một tháng không làm xuyên cho lắm thì cuối cùng mình cũng đã quay lại với một chiếc clip đi biển vào ngày cuối tuần. Hỉ vlog. Hỉ vlog đi. Hỉ vlog. Hello mọi người, hôm nay thì bạn này sẽ chở mình đi biển. Biển cách nhà mình khoảng 45 phút lái xe. Nhưng mà cái đó là mình coi tối hôm qua. Còn hôm nay thì chắc là sẽ thành một tiếng mấy quá. Không biết nữa, bây giờ đầu tiên là mình sẽ đi đổ xăng trước. Khúc đổ xăng cũng không có gì đặc biệt hết nên thôi mình qua luôn tới khúc đi trên đường nha. Mấy bạn nhìn cái đường coi nó ngoằn ngoèo dễ sợ chưa nè. Uốn lượn như mấy con lươn vậy á. Cái đoạn này là tôi đã vô tới thành phố rồi nè. Nhưng mà trời sao nhìn thấy âm u quá à. Để tôi kiếm chỗ gửi xe rồi dẫn mọi người đi vòng vòng coi xung quanh. Ở đây nó có mấy cái shop bán đồ lưu niệm. Xin giới thiệu, hai người duy nhất ở đây đeo khẩu trang. Thề luôn, nãy giờ không ai, không gặp ai đeo khẩu trang luôn. Hai người duy nhất đeo khẩu trang. Vậy, ở đây người ta đâu? Quẩy hết rồi bà con ơi. Cái gì tưởng đâu là biển sẽ trong xanh nắng ấm. À khỏi, xài lèo luôn. Có người xài lèo kìa. Gì? Biển đông không? Biển đông là ở Việt Nam. Biển này cũng đông mà. Biển đông là ở Việt Nam. À biển đông là ở Việt Nam hả? Tới biển luôn. Rồi bây giờ nhiệm vụ của bạn này là sẽ phải đi kiếm một chỗ để hạ lều. Muốn gần biển không? Muốn. Muốn gần biển mà xa người. Dễ quá. Có hai nhiệm vụ gần biển và xa người. Sau một hồi đi vòng vòng quanh biển thì cuối cùng tụi tôi cũng đã kiếm được một chỗ để dựng lều. Khúc này để máy quay hơi méo, để tôi chỉnh lại. Rồi ngay rồi nè. Xin giới thiệu mọi người, đây là nhà của mình. Trong vòng 3 tiếng nữa, 3 tiếng nữa sẽ ở trong đây ngủ một giấc và ngủ dậy đi về. Trước mặt là biển nhưng mà đông người quá à. Thấy được bên kia nè, bên kia đỡ hơn. Nhưng mà trời hôm nay không có trong xanh gì hết á. Hơi buồn. Hiện tại là mình đang đi trên không trên nền đất. Đây để mình quay biển cho mấy bạn coi. Biển ở đây nhìn không có thấy trong xanh lắm. Mình từng đi mấy cái biển khác rồi, thấy nó xanh đẹp hơn ở đây tí xíu. Mặc dù biển không xanh nhưng mà người ta vẫn có thể học lướt ván ở đây nè. Đây bãi biển đông người. Đố mọi người biết cái lều mình đang ở đâu. Cái lều mình là cái lều màu xanh. Ở đây. Trong đó có một người đang ngủ. Ngủ lại giữ lều. Còn mình đi ngắm biển. Mấy bạn ngắm cảnh biển với mình cho có tí vitamin C nha. Đau lắm luôn. Đi chân không mình nền đất đá nữa chứ. Đau. Sau một hồi ngồi trong lều hứng nắng thì bây giờ mình sẽ dẹp lều. Ây da, mình sẽ dẹp lều và đi lại khúc tuốt đằng kia. Tuốt đằng kia chơi. Em bé khóc. Đi chưa? Đi. Mình đang ở chỗ người ta gọi là Instagramable. Là chỗ này để chụp hình để đem lên Instagram á. Có mấy cái nhà nó trang trí nhiều màu khác nhau nè. Thấy không? Thấy người ta chụp hình quá trời không? Dĩ nhiên là tôi cũng chui vô chụp rồi. Hỉ vlog đi. Sao?
đi ăn tối. Tối nay mình sẽ ăn gì? Ăn sang. Tối nay mình sẽ ăn sang. Ăn sang là ăn gì? Là ăn nhà hàng xịn. Tính hỏi là ăn món gì? Tối nay mình sẽ ăn Brazilian Steakhouse. Là giống như là ăn buffet vậy mà là buffet thịt bò, đúng không? À, không phải thịt bò, nhiều thịt. Buffet thịt. Buffet kiểu của Brazil. Nói chung là mình chưa đi ăn bao giờ hết. Mà đầu bếp ăn, đầu bếp khen ngon. Tin tưởng tài nghệ của đầu bếp, tin tưởng vào khẩu vị của đầu bếp, cho nên là mình quyết định sẽ đi ăn. Đầu bếp không nào ăn vô đây bao giờ đâu. Nhưng mà từng ăn Brazilian Steakhouse rồi đúng không? Cái là cái kiểu đồ ăn thôi. Là cái kiểu đồ ăn thôi đó. Này gì? Cheese spread. Cheese spread. Bánh mì phô mai. Thơm quá à. Ngon á. Nhưng mà ăn bánh mì vậy sao tới ăn nổi. Bởi vì nó dụ quá má. Bởi vì nó kêu là don't miss out. Người phải ăn nhiều bánh mì vô. Với lại nó hay để đồ mặn đó. Mấy thịt này để nhiều muối á, để nó uống rất nhiều vô á, để nó ngon, nó ngon á. Ok. Ngon quá. Ngon á, mà ăn cá thôi đủ rồi. Ăn 3 cái luôn. Guarana là một nước rất là ngon nữa. Brazil. Còn này là nước chanh. Nước chanh mà có kiểu Brazil, Brazilian lemonade. Dạ, yeah, đi xuống thử. Nồng quá vậy? Nồng hả? Ừ, có ga nhiều lắm á. Rất là interesting. Vậy là không thích rồi vậy? Nghe nó lạ lắm. Ê, này ngon rồi. Cái này hơn. Em sẽ uống này. Cái này nó ngọt hơn. Nói chung cái quán này á, là người ta sẽ cầm cái nguyên cái xiên thịt bự hơn cái mặt tôi nữa đi vòng vòng quán. Chừng nào mình muốn ăn cái nào á, thì người ta sẽ đem lại cắt cho mình miếng thịt để ăn. Ăn chừng nào no bể bụng thì thôi. No quá thì tạm dừng, người ta sẽ không cắt nữa. Chừng nào muốn ăn nữa thì nói cho người ta cắt tiếp để ăn. Enjoy. Lật lại má. Không kịp lật lại cái phòng rồi, cũng đem lại quá trời luôn. Rất là nhiều quá à. Yeah. Buồn, chưa kịp quay tàn tiệc nữa. Chưa kịp quay đóng dĩa ra luôn. Sao anh để ta dẹp lẹ vậy? Thì ta mày hỏi. Mày hỏi nó là mày hỏi em ok. Cái là nó ok. Cái này người ta sẽ cái chết. Oh you done? Yeah yeah yeah. Cái xong lại lấy. Xong rồi. No. No. Nó sắc mặt luôn à, tới mức mà còn một cục thịt miếng nữa mà ăn không nói luôn. No quá chịu không nổi, phải đi vô Daiso mua đồ. Mua được đóng thứ. Đây là bầu trời hôm nay. Đố anh, bầu trời này thì mình sẽ hát bài gì? Không biết. It's the shepherd. Xong rồi. Đuối quá. Nguyên ngày nay đi nguyên ngày luôn á. Tháo giày ra liền. Nè, bye vlog đi anh. Bye vlog. Bye vlog. See you next time. Bye bye. Bye vlog lại đi anh. Bye vlog đi anh. Bye vlog. Sassy.